Đây là vườn Vang Hương. Màu đen này. Màu đen đó. Ừ. Vâng. Đây là vừa cái rễ vừa ấy hả? Vâng. Và cái nấm, nấm Ừ. rễ. Này o nhỉ, cái nó Rồi không đấy. biết. Vâng, vâng chào khán giả Cộng Rong Minh Vâng. Lúc. Vẫy tay chào. Chào, chào bác nhá. Ừ, chào khán giả Cộng Rong. Vâng, chào khán giả. Vâng Ừ. Năm nay cậu nhà Vang bao nhiêu cây? cháu tầm 150. 150 cây như Vâng, này. đúng rồi. Gốc này gốc mới đấy phải không? Một con mới vâng. Gốc này mua ở đâu? Con này mua là xa lắm trên Vạn Ninh thôi. Vạn Ninh, Nguyễn Lăng Sơn gì? Vâng, đúng rồi. Giữa gần Bắc Lệ hả? Ủa rồi thì xa nữa bác. Xa Đường gần Bắc nó Lệ nó có xã gì nhỉ? Bạc Lệ là nó gần đây quanh cái trên này thôi. Ừ, nó có gì chuyên môn nó dòng đào đào gốc này nó bán ấy. Nếu gọi đồng cốc ở trên đất trên đồng mỏ thì hả? Ở đồng mỏ ấy. Ừ, đồng mỏ Vạn Linh hả? Đấy Chỗ nó đấy nhiều. đấy nhiều chứ. À, nó chuyên môn dòng đấy. Gốc này về 2-3 năm rồi nhỉ? Cái này á? Ừ, 4-5 năm rồi. Này lâu mỏ cái này. Thì. Từ năm 6 năm rồi. Giá thì. Tức là gốc của nó. Vâng đúng rồi tính gốc nó. Ừ, như của về cháu được 52 này không? Vâng. Năm đầu tiên nó có tay này. Năm ngoái là cho thuê hay đấy? Bông ngoái cái này nở hết. À, là Năm không ngoái bán được. vâng. Nằm. Tức là mình ấy sớm quá. Nó là sớm quá. Ừ. Đang còn muộn này thì bán được. Ừ. Đúng. Cái này mà năm nay là có giá đấy. Nó Cái có này hai mà tá là nó sẽ dài hơn chăm tốt là cái này năm nay phải 5-6 triệu đấy. rồi. Bây giờ. Vâng. Còn bán buôn thì Đẹp không nhưng không mà đến. Tức là mình bán lẻ cho khách hàng chơi. Còn bán buôn thì không đến. Vợ có làm hay chỉ mình làm cái này vợ thì cũng làm làm gì? gọi là hỗ trợ thôi. Ừ, mình là kỹ thuật, mình là chính thôi nhá. Vâng đúng rồi. Nếu ruộng nhà mình hay mượn Ai dụng nhà mình thôi. à này. Nhà có bên nào làm đấy thôi, mọi người. Vang cái sườn kia xả xuống được một hàng nữa Rồi. bờ ấy. Đất của người ta rồi. Đâu bờ nhà mình rất người Không ta phải đâu. hả? Nghe thôi. Chỉ dẫn dụng này thôi mà. À, Chứ trên chắc đường là của người ta ta họ. đâu cái lối xuống đi qua. Trên là người khác thì ruộng nó ruộng là ruộng mình Cái bờ kia của cháu ấy không nhà người khác đấy à thế à? ừ Ừ thế thì mình nó không ngồi làm. làm ở nhà có một ít Ừ. ừ. Cái này đổi được vào thì đẹp nhỉ, được 200 gốc hay là hơn đâu, 150 rồi 150 gốc này cũng lại khá là trung bình, không to không bé cũng như trung bình và vừa ừ. Một vang từ hôm đó một xem kênh ngóng nhỉ, cháu xem rồi xem rồi là mấy kênh vâng ừ. Ông thì chuyên môn pháp để làm à thế cái ủa này sao thế bác quay đến đây nhỉ quay vào nhà 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 Kiên, Kiên quay lên để Kiên mới là nhà Đệ. Kiên này đi qua cũng thấy gì nhỉ, thấy đang đang uốn tay. à thế Ừ. Nhà Kiên nó cũng nhiều nhưng nhiều nhất cho người Đệ đúng không đệ nhiều nhất nhỉ? Ừ. Cái này chỉ độ hạ chục thùng, 20 thùng là đủ nhá. đúng rồi chục thùng rồi quẹ rồi tưới Ừ. có là tưới một lần rồi Tay này năm nay nó sẽ to bạn. cái này à? Ừ. Vâng Sẽ to gấp đôi lại chứ. to hơn nhé To hơn á. ừ là 2 năm mà 2 năm 2 Toàn gốc cháu mới đánh về. Có khoảng độ được 20 cây gốc long ngoái. Gốc của tay này rồi. cái như này á Ừ. có chứ bác Đâu được 20 gốc hay 50 gốc. hay là gốc cây 5 cái á Ừ. gốc chứ gốc ở nhà nữa À thế. vâng Thế phải gần 100 cây gốc cũ. bán hết rồi Đấy cơ gốc này gốc cũ đấy. cũ chắc là có thừa mà chắc là tầm 20 cây thôi Ừ đây 20 cây. Đây đã hơn chục cây rồi này. một số cho thuê về một số vẫn còn nhà một số vẫn ở Ừ cho thuê đấy. Năm ngoái gốc này thuê bao nhiêu? Đây là 2 triệu. Thuê có xa cận à đây. Đa số ngoài kia chơi những người dân trong này ai chơi phải vâng đúng rồi dân quê thì nó chỉ mua độ 500 hoặc 1 triệu
Đây vậy rồng. Còn khách quen anh em. Ừ. Vang mà ra giả sử ai tôi mua xô gốc này sang cuối năm thì độ bao nhiêu? Nếu mà tay đúng đẹp, hoa đúng. Một xô á. Ừ, ta mua buôn đi. Tầm 2,5 triệu. 2,5 triệu một Ừ, gốc là đi. bán được rồi. Ừ. 2,5 triệu xô. Cả cái to cái bé. Tôi tùy khách cho xem. Giả sử vườn này này. Một số cái to á. Nếu mà nửa cái to lại nhỉ. Vâng. 2,5 triệu. Kiểu như xa xa đúng nhau đấy. Ừ, 2,5 triệu một xô. 2,5 triệu tầm 2 triệu đấy. Đang cứ lại 2 triệu hoặc 2,5 triệu 2 triệu á. đấy. Đấy. Tầm. Mua xô hết cả những cây bé chỉ 2 triệu thôi nhá. Vâng. Đây những cây này cây nhỏ quá này. Thì sang năm mình lại mua gốc khác có nhỉ. Đúng rồi. Có mà giá cả hợp lý mình bán thôi. Đúng rồi. Bán về ta thì bán lại cơ mà. Các bác xem clip của nhà Vang gì vợ thế gì vân. Hương. Vang Hương này thì các bác xem clip của ông Rong để ý. Độ tháng 8 9 là chốt được à, nhỉ. Ừ, tháng 10, tháng 11, tháng 10. Lâu đào huyền của nó tháng 7 nó đã chốt được. À thế à? Nó trông thấy tay chân các thứ nhưng mình phải bao hoa không hoa nó lại giả lại. À. Hiểu chưa? Giả sử người ta đặt cọc 200 500 một cây mà hoa nó không đúng là mình lại trả lại tiền ra. Những cây nào mà đúng thì người ta sẽ lấy. Đấy nó không phải là bán xong là thôi. Vang hiểu chưa? Cái cách bán mình bán thế. Cây của mình không đúng hoa đúng nụ là người ta không lấy nữa là phải. Lấy đúng rồi. Ừ. 2 triệu quá. Cháu là 2 triệu mua được quá. Đây này. Những cây làm lẫn một số cây hai tay to lắm. Xô 2 triệu. Nếu mà bán rời là 3 triệu 2,5 triệu. Cây bé 2,5 triệu, cây to là 3 triệu, có cây 3,5 triệu. Nay ở nhà tay đau ở nhà. Sao tay đâu? Ngã xe. Mới ngã. Dạ ừ, ngã tầm tuần rồi. À hôm lên ông lên là ngã rồi à? Vâng đúng rồi ngã. Vẫn đi xe là cái đấy. Đi đâu mà đi đường nhà ngã xe đau tay. Không Thế mấy mũi. được ăn dưỡng. Dưỡng. Tầm 2 tuần mới đi làm được. đúng không? Không 2 tuần nếu mà gãy tay hay trẹo dạn Rất tay rất tay không. chân gãy là phải 5 6 tháng Ừ. Để tách ra. nó dạn gì Ừ. dạn xương mầm lên ghép đào gì đây Đâu có đọc phai. đầu phai cánh cánh kép hả Vâng. đầu phai Nhật Tân là cánh kép còn đào Lạng Sơn đào đầu đầu cổ là 4 5 cánh đọc ta xuống này. ừ đầu ta đây có 4 mầm cái này của Vang là ghép chậm nhá cháu đã lên cái muộn rồi ừ của nhà Kiên kia là tay nó tốt lắm bắt đầu uốn nữa cháu đã được hai đây cái này mới ghép này Vâng đúng nó không lên ấy. Ừ. Nó sẽ chậm hơn trong năm nhỉ Vâng đúng không muộn hơn Năm nay có cái ấy cái rễ của ấy không? À cái gì này? Hãm hãm dăm có lấy không? Cháu năm nay rồi có chứ đó. Hãm hãm dăm tức là tháng 7 nó phun để nó không phát lọc nữa ấy. Có. Cháu mới thử là năm đầu tiên thôi. Thử rồi. Ừ. Năm nay ông Rong nó quảng cáo bán cái đấy. À đấy à? Ừ. Quảng cáo nhà máy thôi còn mình mua đâu được. Giá nó rẻ. Vâng rồi chưa? Cái thuốc hãm hãm dăm ấy. Mình như phun được cây đó. Cái này là màu đen nhỉ? Màu đen. Cái này mua ở đại lý à mình? Tôi mua trên mạng. Mua trên mạng á? Cháu đi hay cháu lại mua. À đây. Nên là ông Rong nào bán thuốc các loại. Tay là 15 này. Đây này là Thế Huyền. Xô hết là chẳng những cây này ấy nhỉ? Nếu xô hết vườn thì có nhỉ? Giả sử người ta mua hết vườn đi.
Con là giá bao nhiêu á? Thế vừa vào 2 triệu vừa. Xô hết vườn cả cái toi bé. Bao nhiêu đâu? Tôi hết là mà 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi á? Ừ, cả những cây này. Cây này nó kéo ra những cây bé. Đây cây giáng huyền. Nhà vườn người ta bán cả vườn thì mua thì nó nhiều mà. Kiên nào nó mua đấy. Cái loại bao tiền hả bạn? Con này. Ừ. 100.000. 100.000. Vâng. Nó gửi tận nhà. Gửi nhà mà. Ship tận nhà. Vâng. Nhưng mà có ấy có gì nhỉ? Có cái tem bảo hành không? Ừ, cho xem. Có địa chỉ không? Đây có chứ bác. Ừ, đây là mã vạch. Ừ, địa chỉ đâu? Hà Nội, bác. Công ty cổ phần Hyric đây. À đây. Ừ, có chứ. Về nó có gửi có hóa đơn hết. À. Ừ, cục dấu cục của công ty hết mà. Ừ. Nhưng mà là giờ phút đầu tiên hả? Thì cháu tưới thôi. Ừ, tưới. Ừ, tưới đầu tiên đấy. Cái này cái rễ. Cái rễ. Mỗi lọ vào đấy, nó hướng dẫn mỗi lọ vào đấy. Ừ. Mình cho lặng áo mình phua cho. Ừ. Tưới là tuần. Tầm là tuần là tưới lần. Tưới ba lượt. Ba lần. Đấy cái gì đấy? Đây là chi cô diệt ma đấy. Hả? Chi cô diệt ma đấy. Vậy là quả khác lại giờ... Thì nấm. Nấm. Nấm thối rễ. À, lấm thối rễ gì? À, ừ. Đúng rồi. Thế là đảm bảo cả hai con. À, đúng rồi. Vườn này hết nọ nào? Không hết. Không hết đâu. Ba lần nữa. Ừ. Nhưng mà tưới cả trong kia chứ? Ừ, tưới cả vườn nhà đó. Mùi nó hăng hăng gì? Ừ. Như mùi cà phê ấy. Như mùi cà phê, đen xì thôi. Kích rễ mới lấm rễ. Được hai cái, vừa kích rễ vừa lấm rễ. Vâng. Tức là côn trùng nó sẽ sợ. Cái này không được hại đâu, cái này máy này. Ừ. Ôi, sửa máy về ra. Vậy không đào tay là cho hai người làm được nhanh hơn. Ông mà một người làm nữa. Ừ, một người cái đầu hoay này nó lâu lắm. Lâu. Ừ. Cái này. Thì đã... Dụng bên ấy máy nó trồng gì? Này trồng dưa. À. Ừ. Sang tiếp bên kia cũng có hả? Nhà nào bên kia cũng có vườn đấy phải không? Có chứ. Nhà ai đấy? Nhà Đình đấy. Nhà Đình, Đình nhiều? Ừ, Đình. Hả? Ừ, nhà Đình nhiều. Có nhiều? Có nhiều chứ bác. Có nhiều. Gốc to không? Gốc to. Nhiều. Gốc của nó to à? Vâng, to chứ. Nó không có nhà không nhỉ? Chắc là nhà. Làm vậy á? Đi sửa máy được không? Bao tiền? Phát cho em gái gì? Thế không nuôi cơm à? Quay gì đây hả bác? Quay đào của nhà Vang. À, đây. Đang bán hộ. À, tới này là để đi kín nghiệm chứ. Ừ. Mai sao biết? Mai kia đi hội không? Hội á? Nóng mà. Hội ở đâu? Là Sơn đấy. Hội gì? Hội hấp xí lợn đấy. Tà Phú kỳ cùng đấy. Đông lắm. Ừ. Ủa thế? Hả? Thế là mở bao nhiêu ngày? Đâu nó mở từ hôm 22 đến 27. Ngày mai là đông nhất. Mai. Ừ. Sáng mai à? Ngày kia. 27. 27 là đông nhất. Ừ. Đông lắm. Hát ngoài đường. Hôm đấy Vang có đi không? Cháu đi chứ. Hôm nay cháu đi. Mai hay ngày kia? Ngày kia đi. Sáng ngày kia đi. Mẫu đi ơi. Đi mà đông mà. Thế nhưng mà mặc ấy à? Mặc áo dân tộc à? Áo dân tộc. Cháu mặc cái gì? Cháu không mặc, cháu mặc áo bình thường thì trời ơi. Đâu, cứ kệ mặc. Mặc không lên ông view cho. À thế á? Ừ. Quảng cáo. À cái tao lên đấy lại biết hát đó. Đợt phải hát làm gì cũng biết hát, ba bốn ông trụ mà trong hát thì cho là được. Tao muốn đi ấy. Tao đi á? Mấy giờ thì bắt đầu rồi?
Thường dưới này nó tầm 7 giờ đi. Bác ở tầm đâu ấy? Bác ở Lục Lam. Hôm nay tao lên tao quay cái. Anh có được đẹp đông vậy bác không đấy? Ừ. Cả nam và nữ hả? Nam nữ. Thế. Ừ. Ở chỗ nào ở Lạng Sơn? Đi cùng nhé. Đầu sông đi cùng bên này gì? Vâng đúng rồi. Bên này chứ bên kia. Bên Lạng Sơn còn bên kia Tân Thanh. À bên kia là chợ phải chợ Tân Thanh gì? Đường Hùng Vương hả? Đầu sông bên đúng này thì nó có đường đấy gần tỉnh ủy đấy gì đấy. Ông ở bộ đội đấy ông chơi đấy vào ngày. Mấy năm bộ đội trên đấy. Chết dạ. Chết luôn. Vậy thì mẹ ai? Chứ ngày kia nó là cái chốt chốt hay là? Chốt, ngày kia là xong. Ngày xong nó có hội diễn cái gì không? Ngày kia xong là người nhảy nữa. Ngày kia gì? Ừ, ngày kia sang kia. Ừ, thế ông phải lên sớm. Đông lắm. Còn quay lên kênh nhiều mà tôi đi nhiều lắm. Ừ. Mỗi người có một kênh. Ừ, đúng rồi. Ừ. Đông quá. Hai hai lại bạn Linh. Bạn Linh ở đâu? Bạn Linh ở trên bỏ này. Ừ. Hai hai à mùng hai. Hôm đấy mặc áo dân tộc đâu? Ông... Vang nhá. Đã. Mặc áo dân tộc ông view chưa? Cháu áo bảo này rồi. Mặc cái áo thổ vào nó mới hay. Người ta mới xem mặc áo kính. Đây là cái hội người hội hát xin lượn. Thì mình cả em mình cứ mặc. Đi đông mà. Nếu không mặc ấy thì cứ mang áo xong là phòng. Phòng lúc nào quay thì mặc vào, quần không ấy lại cởi ra. Mặc áo dân tộc ta mới xem. Có cái gì ra kia? Không phải à? Ồ. Xô là 2 triệu rưỡi nhỉ? 2 triệu rưỡi nhỉ? Vàng hương. Cháu cứ ăn hợp lý là cháu bán. Ừ, đâu ở dưới kia cũng tháng 7 nó bán. Dạ. Ừ, nó hợp lý là ta bán. Đúng rồi. Nhưng mình phải bao hoa cho người ta. Ừ. Ê, hoa lụ là phải đảm bảo. Đúng giá rồi. Hợp lý, bán nhiều là giá nó khác. Đâu bán nhiều xong cháu lại tháng 7 xong tháng 9 cháu lại có điều kiện cháu lại mua được 200 gốc nữa đấy. Mình khôn đấy. Ăn ít đi. Ê, hả? Phải rồi. Lấy tiền nếu mình ấy sẵn rồi đấy. Công chưa? Thậm chí vang ạ. Trôn sẵn luôn bên này này. Giả sử người ta còn cây này ta sẽ bốc đi. Rồi. Tức là mình đã trôn kẽ đây này. Đúng không? Mình đánh sẽ kẽ vào chứ. Hợp lý là mình bán thôi. Tức là khi tháng 7 cháu bán non nhưng bán thì cháu tháng 9 với cháu đã đi lấy rồi. Đúng rồi. Đây là, thì mình trôn ở đây hoặc đánh gốc kia đi là vừa tầm. Vâng đúng rồi. Đấy phải tính, khi làm anh kinh tế là phải tính thế. Tiếp cây kia vào. Ừ, tức là bán buôn mình rẻ một tí cũng được. Nhưng mình sẽ có được một lượt nữa hai. Đây là. Vâng đúng rồi đấy. Thế giả sử mình chưa biết bán rồi không, mình mua trước về lại không chỗ rồng thì cũng chết rồi. Mà không có tiền đầu tư không nhân. Bán trăm gốc này thì khoảng độ giả sử như 250 triệu thì mình cứ lấy độ 50 triệu cũng được nhỉ. Có phải không? Giá hợp lý mình bán rồi. 50 triệu là đủ mình đi mua gốc rồi. Có phải không? Đúng rồi. Còn đúng sau rồi. Sau nó không mà lở hoa mình còn trừ nhớ nó không lở hoa thì mình thấy tiền đâu mình giải ra. Công nhận không? Cứ lấy 50 triệu thôi. Bác không nào lên là bác còn về thẳng hay là bác còn đi đâu nữa? Về thẳng. Ừ. Chiều khi ta lên chỗ mày mua đào thôi. Chỗ mua gốc này. Mua gốc đào ấy. Ừ. Gốc này là vang gọi gốc gì? Ta thuộc hết tên nhỉ? Gốc này này. Dáng gì đấy? Chẳng có biết. Dáng đứng à? Dạng công ấy. Dạng công. Người ta phải nhưng thuộc nó đã đặt tên làm thuộc làm thuộc là... dáng. Dáng huyền rồi dáng trực rồi dáng này mưa này. Đúng rồi mưa tự nó lên, xong là ra bảo tự nó hết mà. Có phải không? Lên đâu. Nó lại liền mà. Hay là phải phun. Phun cũng là nó phun rồi, cháu có kệ đâu. Ừ. Để xô ở gốc lại cũng phải ở vang. Nếu mà xô gốc lại phải theo chứ. Nếu người ta mua hết vườn. Hả? Cái này á? Ừ. Cây to này. To chứ, không phải cây to là giá nó khác. Cây này thì giá bao nhiêu? Hả? Giá
Người ta hết vườn những cây này bán riêng này bán bao nhiêu? Cái này á? Ừ. Tầm là trên 3 triệu. 3 triệu rưỡi. Hai cây này phải không? 3 triệu rưỡi rồi, đang riêng hai cây này. Đáng huyền này con. To lắm. Cái này bác về Hà Nội về Vinh thì 10 triệu cơ. 3 triệu rưỡi tại vườn. Hơn 100 gốc ạ. Xô 2 triệu rưỡi. Và hai ba cây to là giá 3 triệu rưỡi. Đây cái này là xô 2 triệu rưỡi. Có hai cây thôi Vang ạ. Hai cây là 3 triệu rưỡi, còn xô hết 2 triệu rưỡi không nhiêu. Để lấy tiền tháng 7 mình bán, tháng 8 mình bán là không mình đi lấy gốc luôn. Được không? Được. Ông Dông tính như được không? Được. Phát chuẩn luôn. Xong là Vang Dông kẹo cái đấy này. Đúng rồi. Thế được. Lại đánh cho vào trong này. Giữa khe này này. Dòng giữa cái khe đấy. Tôi Vang chào khán giả ông Dông thời gian. Các bác đăng ký mua đào. À vâng, xin chào nhá. Đào chào ông Dông nhá. Vâng. Ừ. Các bác mua đào của em. Vâng. Đứng lên nói dưới. Mua đào của em thì về địa chỉ nhà vườn. Nhá, xin chào các khán giả của bác Dông nhá. Ừ. Mua đào em tên là Vang ở thôn Keo xã Minh Hòa, Hiệu Lũng, Lạng Sơn. Điện thoại. Điện thoại là 039 6666 218. Rồi, cảm ơn Vang nhé. Vâng, rồi. Đây ông Dông đi lúc. Hai con cầu là lên vườn đào nhà Vang nhé. Vang Hương. Vang Hương. Thôn Keo xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Vâng. Ừ. Các bác ông Dông vừa view vườn đào của nhà Vang Hương các bác. Đấy, giá thứ nhất là là 2 triệu rưỡi xô phòng ở cái vườn này, này con. Ừ, có hai gốc là 3 triệu rưỡi, gốc to nhất làng. Các bác xem clip ủng hộ kênh ông Dông nhé. Và bắt đầu của Vang được ghép cảnh ông lại view lại, ghép ánh nhỉ. Cảm ơn các bác ủng hộ kênh ông Dông lúc nhé.